Hello anh em và chào mừng anh em quay trở lại channel của mình. Mình là Biwusugi đây. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục cùng với cái series mà Biwusugi đến thường và Moskin vậy cùng với anh em nè. Thì hôm nay mình sẽ chơi Yesua thần lực, thần con mẹ nó lửa đâu. Mặc dù là skin nó không có được hiển thị hết hoàn toàn, nhưng mà khi mà dài Santi anh em sẽ thấy cái sự khác biệt của nó. Đây là chỉ là hiệu ứng thôi. Đây anh em. Đấy. Chắc chơi người dơ liền. Và như anh em đã biết là những ngày vừa qua là nghe chơi mình bị bão nên mất điện, mất mạng xảy ra liên con mạng nó miên, nên không thể có video bình luận cho anh em xem được. Mong anh em thông cảm và bỏ qua. Rồi mình sẽ cố gắng bình luận đều cho anh em hàng ngày, ok. Để đi fit giờ không, đi mid giúp fit luôn. Và nếu như anh em thấy hay hãy nhớ bấm like cho mình nha. Và đăng ký kênh mình, ủng hộ kênh mình lên 100 cái sub sớm nhất có thể. Và mình làm video đời sống cho anh em xem. Và nếu anh em có yêu cầu gì anh em có thể bình luận dưới, mình sẽ làm cái yêu cầu nào dễ dễ trước, tại vì mình không có thời gian làm mấy yêu cầu khó đâu anh em ơi. Đấy, lẹ lướt sau bao nhiêu tuần, hơn một tuần mà chưa, đó là Jesus lẹ lướt chọt kiếm mày cứ nhường này, chủ bắn hai cái nhưng mà mình vẫn lời máu thằng đó là cái là phơi lòi rồi. Mày đây tại mình giết nó giờ anh em mà. Mình sẽ cố gắng giết nó. Con này nó ngáo ngáo nè. Lóc chúng à. Hắc não không thành công. Mày. Sao mày? Lóc chúng à, lóc. Thằng này nó không có não sao? Đầu đen đó. Cố gắng không hắc não những đứa không có não đó anh em à. Mày chơi không mà nhóc con ơi. Điên mày, điên rồi mày sao mày combo mày chết mình chưa kịp lướt e. Ở cái đầu xanh ngu người vời lờ, nó nhảy e đúng lúc mình định lướt e, nó phải đó lướt e là chắc rồi, xui vời lờ. Bây giờ nó chơi chó mà nó đứng nó biến về mà không giết được, ức chế vậy. Cái hó này giờ sao dưới ở đây mình bay vô là nó còn e nữa nên bỏ thôi. Giờ mình vô nó nhảy e lên nó ép lên mình là chắc luôn. Ờ thằng tê lê luôn rồi, nó tê lê luôn rồi xuất giật này. Rồi bố mày về thôi, tiền dầu váy cái đá ra 700 mấy đồng ghê này. Cái vẫn như build đồ bình thường thôi, mình sẽ lên cái này trước đỡ mình farm và là cái màn phủ món thứ hai. Rồi chứ bó này BK rồi. Hình như thằng top với hai thằng bó này chơi chung với nhau cho anh em mà. Một câu lạc bộ BFF rồi. Ghê rồi. Mình không hiểu tại sao mà nay rớt lại đi rừng hả, sao nó không đi top của mẹ đi. Để revenge đi rừng. Tí nó xem mà nó farm ơi. Đấy lại lướt rất là kinh khủng. Không hụt. Hụt con. Rồi chú bóc bê kê rồi. Chú bóc đang bị găng rồi. Hai mạng. Rồi Lulu chạy được. À, thằng phích nó lên. Thằng phích nó lên. Núp hồi. Nó sẽ chạy đường này hay không đây. Mình chưa biết được. Ở đâu rồi? Ở đâu heo? Nó phát ra đâu rồi? Nó lại chôn nhau rồi. Nó đã heo đâu rồi ta? Đáng lẽ là theo tính toán mình là giờ nó phải chạy lên đường bích rồi chứ. Con này nó hắc não mình rồi. Cái đậu. À nó lên với thằng rừng luôn. Thằng cỏ này được lắm. Rừng ở đây bố là con hai. Sợ cái đéo gì. Mà đây rồi nó đang ở đây nè. Mày BK chạy luôn chết. Chạy lẹ đánh nó mày. Cái lóc nha né lên lóc hai lực chạy lực lại lướt chọt chặt kiếp
Rất là xui. Thì đốt mình vừa mới hồi luôn. Một giây. Và đó có thì đốt là có lẽ là sẽ là một cái diễn biến khác. Nezot vẫn đang cố gắng cướp rừng của team bạn, nhưng mà vô rừng éo còn mẹ hết. Tính toán sai lầm của Nezot rồi. Ủa quay vẫn còn con người đá, ôi giời, ghê. Hay á. Chúng ta đang bị kê chứ tên này đang bắn rất đau luôn, nhưng mà Vinny support. What the hell. Tụi này nó có cái build đồ hình gì lại. Và đây em ơi, Fix nó có rồi nó xuống kìa. Fix nó đang ở dưới boss rồi, mình cố gắng mình farm hết cái đợt này. Đẩy quá vô trụ cho nó mất lính. Đợt này là đợt cái xe nó đẩy quá vô trụ, mình không có biết có hiệu quả không. Ok, farm lúc này mình không mò rồi, nhưng mà mình sẽ lấy cái chỉ số farm để mình bù lại. Top 03, what the fuck. Hả mặt nô này. Mình nổ ra điểm mít được không đây, để mình lên top mình chỉ chơi gia van nha. Mặc dù gia van nó bè không, nhưng mà mình tự tin mình có thể quất được. Chứ để revenge nó đi, gia van càng ngày nó càng nát thì thôi, team này quyết xác định là xong rồi. Có chuối, có chuối, mình có 2 spell, nó chạy đâu đây. Chuối nha, mất con mồi á. Bò đêm ấy, đúng rồi. Chạy đâu, mày chạy đâu. Mày Tóc biến nè. Giết nó rất là khó khăn luôn. Nó còn siêu máu mà nó đánh mình gần chết luôn rồi. Mày mạnh rồi. Mình hỏi thằng Reven nó mít không, nó không có trả lời luôn. Mặt đồ này nó khinh mình nè. Đánh nó rồi nó còn khinh nữa. Cờ hó. Được thanh niên Yavan chia sẻ. Sẽ cố gắng mình xanh gánh con mẹ đó tem này, do tem này mình thấy là không có triển vọng gì rồi. Rừng nãy giờ vẫn một mực là quyết định farm thôi, chứ không có thấy dấu hiệu găng từ anh chó này. Mất phích tội này em ơi. Không biết Fitness đây ơi, mất Fitness rồi nè. À Fitness kìa. Mình nói nó 2 level. Ôi vãi cả đài. Quá dữ. Quá dữ luôn. Hơn 2 level. Cái là phê. Top bị găng rồi, tội hết. Mày chạy đâu. Một khi anh mày đã lóc thì đừng hỏi vì sao mà lại trúng. Nước biển lại mặn. Né liền. Quá là hay, lúc e né kẻ quá ghê. Giờ nó mất kẻ rồi này. Mình đánh nó là ăn chắc luôn, thề luôn. Mình vượt. Chúng ta nên bỏ qua những chuyện cũ. Mình cứ xem xét lại cái quá khứ mình vừa mới làm. Cái đầu đen đó. Mù con mẹ nó mắc rồi. Như này mày, đập nó. Đập nó, nice sờ. Né được kế nhưng mà lại combo hụt. Khá là ngu. Đại bay đây, nice sờ. Fix nó chưa thấy. Rồi xong, chết luôn. Rồi luôn, gặp Fix nữa thì chạy đi đâu đây. Và nếu như anh em nào đã xem bên đây và chưa like cho mình, hãy nhớ bấm like anh em ơi. Và ủng hộ mình bằng cách chia sẻ video này, cũng như là đăng ký kênh mình. Yes. Ok, farm mình gần bằng time rồi. Hay là phải, cái chuối. Đầu đen, đầu phòng. Xui quá. Phải đó rồi, xong tí nữa có mạng rồi. Rừng nó 204. Cái đậu. Chúng mày HKD. Sao rừng nó lại xanh như vậy.
Rồi mình thì mất tăm mất tích luôn rồi. Ok. Mình vẫn đang xanh hơn Fitness nó, mặc dù là Fitness nó ăn mạng nhiều hơn mình. 102, mình là 120. Xuống gắn bó nè, xuống gắn bó nè. Ui thằng này vừa mới ở đây nè. Mình không biết thằng này vừa mới ở đây, nhưng mà chắc chắn là có thằng vừa mới ở đây. Tại vì thấy anh em có thể thấy con người đé nó tự chạy luôn rồi. Ảo lò thiệt. Rồi vì nó lại fix rồi, mình hỏi nó mít hay không mà nó vẫn không có trả lời được. Này nó bị câm hay là nó bị mù vậy? Mình có thể tự tin đi top cho Java mà ngồi revenge này nó cứ giành nha. Ồ, đang sứ dễ luôn. Chắc chơi người dơi luôn. Bực kê luôn mày. Mày sao mày? Né liền, lại lướt liền. Ủa lướt về bị ăn ké rồi, xong rồi lóc hụt rồi, rồi luôn tóc biến luôn. Đầu đen, còn một đỏ, nửa cây, wow. Rồi luôn, tự nhiên chết ngu người luôn. What the hell? Thằng này giới này nó găng đù qua đêm ơi, nó găng không có thành công. Mặc dù farm rất là kinh khủng quá, nhưng mà găng gì đây, cái gì đây? What the? Oh. Thật là big revenge ở Việt Nam con mẹ luôn rồi em ơi. Man, tôi quỳ rồi. Tôi quỳ với thanh niên revenge này rồi. Không thể nói nên lời. Cạn lời luôn. Quỳ với thanh niên fit này rồi. Lướt lên chị bè. Rồi, phải rất ghê luôn. Farm nè. Ok. Này bê kê với Eco. Eco đã bị đập một pha airplay. Wow, rất ghê. Eco 404 một cây đe không thể tuyệt vời hơn được nữa từ Eco. Đại giới có vẻ là chưa về nhà mua đồ và cũng như là để khá là khinh thường đối thủ. Tele đây hay là tele đây, mình nghĩ là fit đó. À, thằng nào cờ hóp fit này. Chúng mày vào đây. Vào đây em ơi. Rồi, vào đây. Rồi, giờ sao mày đâu? Mày lắp hộp lúc. Lắp hộp. Úi giời ơi, lướt tường như hát. Úi giời ơi. Ghê thế. Một pha lướt tường của nó là như Akedate nhập luôn rồi. Trận này dứt thằng đồng Jetsu với thằng đồng Akedate nhập con mình con mẹ luôn anh em ơi. Đánh rất là ghê. Mình hơn nó một level. Mà nó cũng còn ké nên là phải cực cẩn thận vì lần này nguy hiểm. Top này nó không năm mà mình hỏi nó đổi lên không, nó vẫn không muốn đổi. Bố bạn ăn rét thôi. Mà chú bót bị găng tiếp rồi, xui thế. Chết tha mạng luôn. Con Red là do bà nó vô rồi, chạy lẹ. Phích đầu ta. Tém đen rồng anh em ơi. Tém đen rồng rồi. Chạy luôn rồi. Lại gần top rồi, thằng top mình level 9, còn nó level 11. Có mạng là còn có chuối rồi, em ơi. Lướt qua, quay qua, vẫn còn. Đi đâu rồi, để anh cứu em. Rồi, có mạng rồi, gần thành công rồi, thấy khá là fail rồi. lướt qua tường về đó nè. Đấy, anh em thấy mình chưa, trận này lại lướt kinh quá. Không,
Đó, ăn mà con rừng này là của bố mày, nhường cái dời. Nãy mà ra nãy nó ra là farm lên tao chơi không phải được farm rừng mày. BK mày nhóc con, BK né cầm bò lên. Né lên. Tốc biến chạy lên. Solo vậy. Mày cứ nhờ cái Giêsu này. Đấy, làm thấy đánh chưa? Đây là cái hình dạng thật của ôi ơi, bậy rồi. Mình vừa định mới nói là đây là cái hình dạng thật của Giêsu khi biến hình thành thần lửa. Khá là phê. Rồi, mua đồ rồi, rất xanh rồi. Mặc dù là chỉ có 3 chất bổ thôi nhưng mà mình thấy mình đủ xanh rồi. Pha mình cũng khá là ghê. Nhưng mà mới để ý là hai thằng boss nó với hai thằng boss mình là hai đứa chơi chung với nhau. Đó đó. Anh em thấy thằng chó này không? Đầu đen nó nãy mình farm rừng nó thì nó lại chữa mình, giờ nó ra nó farm mít mình tận 3 đến 4 lần rồi đó. Mình đếm mà cờ hó này xúc giật này. Trời. What the hell? Rồi cái định băng chỗ từ Riven rồi. Anh ấy sẽ làm được cái gì đây? Đang núp còn rất là ít máu nhưng mà mình thấy chiếc tên đang lên rồi. Băng chủ rồi. Úi giời ơi, đấy là ngu người. Cái đầu rồi chết luôn. Rồi bóp kia chết luôn. Rồi một pha BK top trên top thua rồi. Rồi tôi nói mà. Có Raven này nhưng nó 07 thì sao á, 07 08 gì. Đấy ghê rồi. Rồi hết người đá luôn. Giờ tôi tuyên bố là thằng này xuống đây tôi cân hết. Team mình đang 18-8 thì phải nói là cái cây đá của team mình rất là tuyệt vời. 18-8. Mình đang thấy thằng Echo đang xuống mình. Mình đang thấy Echo đang xuống mình. Đây, nó đây. Bê chủ lẹ nào. Mày sao? Mày chơi mày? Bắn chơi luôn. Ôi, lóc hụt rồi, ngu ngơi rồi, né ơi, lướt chạy thôi. Rồi, ê cô nè, mày. Ê cô nè, phích nó. Mày. Lóc. Ủa, chạy đường đó hả? Đéo vậy nè đó, vậy nè đó. Sao mày? Mày cứ thích. Bê kẹt. Ui dồi ôi. Ghê vãi kẹo. Ủa, bình tĩnh nào. Cứ ra liên tục như gì thì sao mà em đánh đây cái đầu một vài khen ghê đến từ cái tim chiếc tên này lulu biết nhà xu ở Việt Nam là lướt rất ghê. Nào xuống này anh cân luôn nào đây thôi về rồi. Ôi chết mẹ, vừa mới xuống cái đứa xuống thì kìa. Mặt này mày ngáo, tao có thứ đố cho mày. Ui, biến gây đen mà anh em. Ủa, mày làm gì đây? Mày làm gì đây? Mày. Ôi cô. Lướt ra. Mấy hai la cũng mẹ luôn rồi. Úi rồi. Anh em ơi. Tăng đừng nhớ này. Cứ dần. Holy shit. Phải nói là tay nhanh hơn não luôn á. Vậy đó mình chưa kịp suy nghĩ là mình sẽ tặng chặn cái gì luôn. Mà mình vừa mới thấy con gì đó bay đến là biết là phải chặn thôi. 4k tiền. Dầu vơ cơ lơ luôn rồi. Khá là ghê rồi luôn. Rồi giờ đây mình phải nói là chắc chơi người dơ luôn. 100% credit luôn anh em ơi. Mê cần cái tem nữa. Phải nãy là bên ta kêu không chính thức luôn rồi. Rồi ăn rết thôi. Lulu là bên team mình. Mình định đánh con rết nhưng mà thằng chích nè nó binh tới là để bố bay ăn. Đấy, bố bay gánh tem nha. Mình nghĩ là nó sẽ nói như vậy nhưng mà không phải.
Blue Bomb có Blue Bomb nhưng mà mình sẽ không ăn, tại vì mình ăn thì team mình nó sẽ chữa mình thôi. Jesus cần Blue để gắn team 20GG. What the hell? Vene ăn người đá chết mẹ luôn rồi. Mà tôi cạn lời cái team nó hả? Có bát kìa, có bát kìa, có bát kìa. Chiếc tên này đang bị bắt rồi, mà chiếc tên này đang được bút bởi Lulu đang bắn rất là kinh khủng luôn. Rồi bạn các mạng đầu tiên, nhưng mà chiếc tên này đang vẫn đang tiếp tục bắn rồi. Này rất một gõ có mạng luôn. Rom là của bố này. Đấy, ăn rom rồi. Rom lửa khá là ngon. Jesus 100% crit thì bố mà tuyên bố, bố mà cần cái tay mày. Gõ đi em, gõ đi em, một gõ gần chết. Phải đá về đây đặt đầy cây một gõ cái gần chết luôn. Mê ghê rồi. Lại lướt ghê quá Jesus ơi. Này xuống đây mình trân không nào? Này xuống đây nào? Là một fan như nãy nữa nào? Tôi vậy là tay nó xuống mình nhiều quá, thôi về thôi, về thôi, về thôi. Xuống từng đứa thì mình cân được, chứ xuống nhiều đứa quá thì bố hoàng cũng không có cân nổi nữa. Faker kêu là thôi tao thua rồi. Chuối ơn. Cô đâu rồi? À em có nó biết mình đi lên rồi, hèn chi. Lóc chúng nè, lóc chúng không, lóc chúng không. Lóc ờ, không tới. Fuck. Để quá, để quá, để quá. Đúng rồi, Lulu hiểu ý mình đó, đúng là support các khác. Mình farm bằng thêm luôn rồi, phải lời. Sụp nó. Ôi. Chị Bạch, mày ngáo quá chứ Bạch. Có kẻ, có kẻ chết mẹ. Mày, mày sao? Chết mày. Chết mày. Chết mày. Ôi. Thôi lùi về, lùi về. Lùi về, lùi về, chết, 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 Lulu chết thay rồi. Sorry người anh em. Team nó lật lật kiểu lại hay quá. Ơ cô nó 11 sáng không à. Rồi Raven đang quậy quậy rất là kinh khủng luôn. Nhưng mà đang bị bắn rồi. Hay. Ơ phích nó kìa. Chuối nè. Có chuối nè. Chuối chạy nhanh quá. Mà chạy đâu? Cờ hó này, người đá này. Đến cả người đá nó còn muốn chạy trốn mà, là anh em hiểu sức mạnh của mình là như thế nào rồi đó. Ghê gớm quá mà. Tiền vẫn chưa về nhà mua đồ, mình về nhà mua đồ là đủ cái vô còn kiếm rồi đó. Mà mình không thích. Ok. Team nó đang ở trên top, hai đứa. Bê top thì chỉ có thằng Eco nó đếp được thôi. Cô là chiếc tên này là và cái vay này nữa. Động thế anh em, người anh em. Người anh em. Mày cứ nhường, mày cứ nhường. Vét nó cho anh. Vét nó cho anh. Vét rồi, vét rồi. Cái rò rồi, bật rò lên quẩy. Đúng rồi, hay quá. Nãy sợ. Rồi lùi về luôn. Nghe làm cái éo rồi nữa. Một phai tóc biến đập y rất hay từ cô. Lulu đến quá là trễ. Mà mình đã câu được một khoảng thời gian khá là lớn để cho tiền mình bề nát cái tóm rồi. Cô thì rất là xanh đó, nhưng mà phai mà nó là như shit. Thằng Nezot đi được mà phút 25 nó vẫn phai được 400 mấy chục quy rồi. Ghê. Má ghê á. Thằng ghê á. Ôi giời ơi, ngu người. Ok, lên chị gai luôn, tìm nó phép quá là nhiều. Mà nó phép nó lại xanh mới là một vấn đề, nên mình còn phải lên. Thì mình lên khá là trễ thôi, nhưng mà có còn hơn không. Lù đang phàm mà, phàm được không? Phàm được rồi. Đây.
Thôi anh Reven ơi, anh đừng có đi theo em. Anh fit phải nói là vãi cái đái luôn rồi. Wee ba, nice. Cá chuối. Một em, hai em à. Vào đây. Rồi. Kẻ đâu đây, thằng này nó chuyển nhanh dưới ta. Ô xịt. À, cân được. Bố mày cân được này. Rồi à, thằng Java nó biết là mình chết rồi. Nó đứng nhà mình giết luôn. GG rồi. Đây là Yesu cân tem trong truyền thuyết. Găng con mẹ nó tem luôn. Cờ hóa phích này. Thẻ cái chúng mình làm được như đây. Vinny lên xác lật là tôi thấy rất là mạnh rồi đó. Má Vinny lên đồ chí thiệt. Dễ kiếm. Mới ghê được. Mà cầm Vinny đi support nữa mới ghê. Rồi Reven quay ba đây. Một lần nữa nào. Chơi luôn. Đấy. Ok. Nãy giờ luôn nó còn boost cho mình không à. Quá đẻ. Tí nữa nó chết thì mình phải cố gắng mình cover nó cho mình, nó boost cho mình tiếp. Combo rồi. Để tao cứu mày. Mày cờ hó này. Cờ hó này chơi. Chấp một kill không à, lóc không kịp. Lâu nó cũng hết cái đồ boost cho mình rồi. Phật. Đang bắn, đang kích in run rất là kinh luôn. Đúc quá. Ok. Rồi giấy màu xanh luôn. Full đồ phút thứ 28. Thằng nào được như mình không? Phút 28 full đồ. Cần cả thế giới. Bây giờ mình sẽ cố gắng mình end trận này luôn. Phút 28 rồi, thì mình nghĩ là mình full đồ. Video này cũng khá là hay rồi nên mình quyết định mình end luôn. Hồi sinh cái nè. Giờ mình sẽ ra, mình sẽ ra mình solo thử Baron được hay không đây. Mình đã nói anh em trong team mình là đừng có đụng vào Baron của bố mày. Đây là rừng của bố. Bố thích ăn thì bố mày ăn thôi. Mình đã có tốc đánh và cũng như là hút máu cũng như là phần đánh thêm phần trăm máu rồi nên mình nghĩ là mình có thể solo được. Phút thứ 28 rất ít cái người full đồ được nên nghĩ là Baron nó rất còn yếu. Baron nó nhìn vô mình phút thứ 28 nó kêu cái đi mẹ thằng này mới cấp mới phút 28 mà làm đéo gì solo được mình. Ai sẽ đánh cho anh em xem. Baron nhìn đẹp đó nhưng mà sao đây. Ôi nhìn là biết solo được luôn rồi đó. Nhìn là biết đánh được luôn rồi. Không mất máu mà. Rồi Baron tuổi tôm rồi. Baron tuổi tôm rồi, solo được rồi anh em ơi. Ok, rất là mạnh. Anh em nào muốn solo Baron thì anh em cứ xanh cho mình và lên đồ ý hệt mình là được rồi. Ê thằng cờ hó này nó kém Baron kìa. Cái đầu xanh. Mình cạn là đó rồi. Fuck được. Cờ hó. Ok quên rồi. Là quên rồi này mày. Nó còn biến về nữa chứ. Giờ nên sẽ thấy một cái hiện thoại mà Yesu vào căn 5 bên ta kia và lấy cả cái nhà chính của team nó. Cơ quân ơi, anh em lên đây để tôi gánh tem. Vào đây. Thằng nào vào không? Sao mày? Đánh không mày? Một trọt quy nửa cây vãi cứt. Vãi cái đá một trọt quy nửa cây phích. Súp luôn. Ok. Quên rồi, tạm biệt em nha và hẹn gặp lại anh em vào video sau. Bye bye.